hòa đồng với mọi người này, vui vẻ, nhiệt tình, yêu thích chơi thể thao. Các cái môn thể thao như là chạy bộ, rồi cầu lông, bóng bàn, ăn nói lưu loát, nhiệt tình. Em cũng rất là bận rộn nên thành ra là em cũng không thích một người mà lăng nhăng. Mình phải lúc nào mình cũng phải kiểm soát họ, mà em không thích. Em thích là họ tự do. Em thì em thích một người con gái họ biết chăm lo cho gia đình nhiều hơn, thiên về hướng gia đình. Ngoài ra thì cô ấy là một cô gái tự chủ và độc lập về tài chính. Không phải là vì em không lo lắng được cho gia đình, mà để những cái lúc mà có vấn đề gì thì cô ấy có thể tự lo lắng cho bản thân mình được. Mời bạn gái. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Hùng Viễn, em đến từ Quảng Ngãi. Em sinh năm 96 ạ. Hiện tại thì em đang kinh doanh. Em đang có một cái cửa hàng nhỏ ở Tân Bình, kinh doanh về hộp đựng giày dép và kệ gỗ đa năng. À, hay quá. Mời em trai. Em xin tự giới thiệu, em tên là Kiều Minh Đức. Em sinh năm 1996, bằng tuổi bạn bên kia. À. Và hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc gì Đức? Em là chuyên về kinh doanh bên cái lĩnh vực là điện năng lượng mặt trời. Điện lượng mặt trời bên kia là gỗ lắp ghép, bên đây là năng lượng mặt trời. Hộp đó, cái nhà là có hai thứ vô luôn. Đầy đủ luôn. Đầy đủ luôn ha. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Đức? Hòa đồng với mọi người này, vui vẻ, nhiệt tình, yêu thích chơi thể thao. Các cái môn thể thao như là chạy bộ, rồi cầu lông, bóng bàn, ăn nói lưu loát, nhiệt tình. Tốt. Yêu thích ca hát. Hay quá. Đấy. Em thì sống tình cảm lắm, không có bao giờ ghét bỏ ai hay gì cả. Điểm yếu của em thì em thừa nhận là em hơi chưa được gọn gàng lắm, chứ không nên nói bừa bộn. Nói bừa bộn thì quá đáng, nhưng mà chưa được gọn gàng lắm. Có vợ thì sẽ tự gọn gàng thôi. Rồi, bây giờ điểm mạnh điểm yếu mình là gì nè? Điểm mạnh của em là luôn luôn lạc quan và tích cực và cố gắng. Nói chung là mọi người hay nhận xét em là một cô gái là lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng vui vẻ, không có kiểu như không có bi quan trong cuộc sống, không, cái gì cũng cố gắng hết. Hai bạn này rất là yêu đời, đầy năng lượng, vậy là khỏe rồi. Bây giờ nè, mình hát bài gì cho nó vui vui không khí lên cái coi. Đến với chương trình hôm nay thì em xin hát tặng bạn nữ gái bên kia và khán giả trong trường quay bài hát là Cung Đàn Mùa Xuân. Hay quá. Thật lớn lên nào. Em ơi vút lên một tiếng đàn, kìa đàn đã so dây, cung đàn đã lửa phim mơ. Đất nước mình xin sao mùa vui đang nở rộ, mừng xuân chiến thắng gieo ca, xuân về non nước bao la, mầm sống ta gươm giữa đời, tay anh nâng ngọn đèn em che ngọn gió, anh nâng mầm chồi em chút nắng vàng, đường vui nay bước thanh thang, tâm hồn lòng gió em ơi xây đẹp mộng ước tương lai. Em ơi vút lên một tiếng đàn. Thấy nhà trai tôi vui không? Cảm ơn khán giả. Vui tươi quá, dễ thương quá. Em thấy ông trai hát làm sao? Dạ em thấy bạn hát rất là hay ạ. Này mà về ở chung là vui vui vẻ cả ngày vui đó. Nữa. Chào em. Dạ, dạ, mặt dễ thương quá vậy. Dễ thương lắm. Có duyên à? Có duyên. Nhìn mặt này lúc nào cũng vui vẻ đó. Dạ đúng rồi. Mình hát lại bài mình trả lại cho người ta cưng. Em cũng có một bài hát tặng mọi người, tặng bạn nam là bài Hồn Quê ạ. Rồi, Hồn Quê. Em theo anh qua những cánh đồng thung lúa Việt Nam, nơi bao năm xa cách tương chừng hôm nay lớn dần, lòng vời vời xa xôi gửi lại kỷ niệm khốn đôi, thương cứ lắm ban chiều và mái tranh thố còn nằm nổi, cây mai che bóng mát môi chiều ta đứng chờ nhau, như âm xưa như ngỡ sông lại bên giây phút đầu, lời nào ngọt ngào cho nhau tình nó hàng mãi sau, thôi hãy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng. Yeah. Được, nhà gái hát cũng hay, cũng ngọt ngào, nhà trai cũng không kém. Chúc mình kiếm bài nào mình xong ca là xong. Đúng rồi, nếu mà hợp lý mình bấm nút luôn.
Bây giờ chúng ta bàn về tình trường của nhau đi. Dạ, em có một mối tình ạ. Mối tình đó thì kéo dài đến 3 năm rưỡi. Sao chia tay? Thì khi mà trước khi quen á, thì em có nói với bạn nam là khi mà em đã quen mà trên 3 năm á, thì em sẽ nói chung là cũng đã xác định. Nhưng mà khi mà đến 3 năm thì em mới là dừng lại và em hỏi là mình có thể đi tiếp với họ cái con người như này được không? Nếu mà mình chấp nhận thì mình đi, còn không á, thì mình nên dừng lại để cho bản thân mình còn có những cơ hội khác. Thế là em chọn cách là dừng lại. Rất văn minh ha. Dạ. Tôn trọng nhau, hỏi ý kiến lẫn nhau. Nhà trai sao? Đường tình duyên là có mấy mối tình? Em trải qua 3 mối tình ạ. Trời, dữ ta. Cái gì mà tới 3 mối lận em? Nhưng cái mối tình này thì nói chung có mối... Mối sâu, mối không sâu. Còn mối sâu, mối không sâu. Nào sâu đâu. Dài nhất thì được 2 năm ạ. Cái mối tình đầu tiên của em thì thời học sinh cấp 3 thì em đơn phương bạn kia. Thì lớp 11 lên lớp 12 thì em viết thư tình dữ lắm. Trời. Nhưng mà bạn nó không có đồng ý. Rồi cái mối tình 2 năm đó sao chia tay? Mối tình 2 năm thì bắt đầu lên là đại học thì em có quen một bạn ở ngoài Hà Giang. Hai đứa quen nhau qua mạng. Em yêu xa 5 rưỡi. Sau đó em mới ra Hà Nội gặp bạn đó. Bây giờ tôi qua tôi coi nhà gái coi sao. Nãy giờ tội nghiệp bỏ nhà gái. Trời ơi chào em gái dễ thương quá. Dễ thương lắm. Mình nghe mình có mối tình, mình nghe bên kia có 3 mối rồi. Ai tôi cũng mình dễ thấy thương. Sao? Em thấy cũng bình thường ạ. Bình thường đúng không? Mối tình thời học sinh đó mà. Dạ. Bây giờ nè, mình muốn có một người yêu lý tưởng ra sao? Em muốn tìm một người là chín chắn, trưởng thành và chia sẻ, chung thủy. Em nghĩ là em cũng rất là bận rộn nên thành ra là em cũng không thích một người mà lăng nhăng. Mình phải lúc nào mình cũng phải kiểm soát họ mà em không thích. Em thích là họ tự do, họ có thể tự kiểm soát được họ, em cũng có thể tự kiểm soát được em. Và đừng làm gì đó lỗi với cái người kia. Dạ đúng rồi. Khoảng bao lâu mình kết hôn được? Bởi vì mình còn trẻ tuổi quá. Dạ em dự tính thì 1 đến 2 năm. 1 đến 2 năm. Hợp lý. Được. Rất hợp lý. Bên đây sao? Em đủ trưởng thành để đủ lòng bao dung cho bạn nữ và đủ tự kiểm soát tự được bản thân mình bản không? Thân mình. Không, bạn bên kia rất là dễ thương luôn. Bên đây mớm mớm giống Ngọc Lan thích lắm bạn mình đó đó. Bạn này dễ thương. Thật ra một cái nét đẹp của người Á Đông đó. Y chang luôn. Giờ mình muốn tìm một nửa mảnh ghép như thế nào? Em thì em thích một người con gái họ biết chăm lo cho gia đình nhiều hơn. Thiên về hướng gia đình. Hóa ra thì cô ấy là một cô gái tự chủ và độc lập về tài chính. Không phải là vì em không lo lắng được cho gia đình mà để những cái lúc mà có vấn đề gì thì cô ấy có thể tự lo lắng cho bản thân mình được. Ngoại hình thì em không yêu cầu nhiều. Trên một khoảng 1m55 đổ lên là được. Gương mặt dễ thương, cân đối là được. Trời, quá dễ thương. Yên tâm. Tôi qua tôi coi mắt tôi thấy được lắm rồi đó. Dạ. Về chỗ trả lại không gian cho nhau bà mối lớn quá. Những cái yêu cầu của hai bên tôi thấy rằng rất là hợp lý, mỗi bên gần như nó chiếm khoảng 90% trở lên. Đúng rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến gia đình cái mình cho gặp mặt. Dạ. Luôn ha. Em gái đi với ai cưng? Em không có ai hết. Vậy thì em có chị không sao hết. Rồi em trai đi với ai cưng? Dạ em đi với hai anh bạn đồng nghiệp và bạn của anh bạn. Rồi. Dạ sao mình có ý kiến nào không hay anh? Nói chung là em Đức đó thì thấy cũng được đó, anh thấy cũng ok đó, nhưng mà do em. Đức nó hiền không? Rất là dễ thương. Dễ thương không? Trong công việc rồi này kia nọ làm rất là chuẩn. Chơi với bạn bè đẹp không? Tốt lắm. Tốt lắm hả? Có người yêu lăng nhăng không? Không, cái đó là không có. Không cái có đâu. Chắc là không có. Hay có cô gái nào tìm không? Không luôn. Tại vì đi làm chung với nhau hàng ngày mà. Ở chung, anh em ở chung với nhau làm chung mà. Nghe biết được cái bản tính của em của mình nó như thế nào. Trước khi đi đến đây nó có dặn gì không? Không, không dặn. Đó được, không có dặn thôi, được đó. Tôi hỏi cho. Tôi bảo vệ bạn gái bên kia. Bởi hỏi vậy chứ nhiều khi nó dặn trước á. Đúng là kinh nghiệm làm mai 10 năm mọi người. Ngọc Lan không nghĩ ra cái câu hỏi đó luôn á. Được, anh rất là thật luôn không? Nói như thế để rằng là không có dặn gì hết đó. Có sao nói vậy người ơi. Vậy là cặp này hợp lý ha. Tại tôi thấy em gái em kia dễ thương quá. Dễ thương quá. Tìm hiểu cho nó cặn kẽ không? Cái gì có gì nói thiệt. Không những là một mình chị bảo vệ em mà ngay cả ông Mai bên kia cũng bảo vệ em. Nên em cứ an tâm nha. Cảm ơn. Thôi mở rào.
không gian này là của các bạn đó. Bắt đầu đi. À, hôm nay tham dự chương trình thì anh có món quà tặng em. Em có thể mở ra xem ạ. Thì đây là một cái móc chìa khóa. Ngày hôm nay thì tham dự chương trình anh không có tặng hoa. À, bởi vì anh nghĩ rằng hoa thì theo thời gian nó cũng sẽ úa tàn. Nhưng mà cái này thì nó có ý nghĩa, đó là khi mà em treo vào cái chìa khóa của em ấy, thì anh ngày hôm nay anh có một cái lời nhắn nhủ dành cho em, đó là em đi làm hay đi đường em chú ý cẩn thận. Và khi em nhìn thấy cái móc chìa khóa này thì em nghĩ tới anh ở bên cạnh, và anh sẽ luôn ở bên cạnh em để chia sẻ và tâm sự động viên với em. Bởi vì anh biết rằng anh cũng làm kinh doanh, công việc kinh doanh thì sẽ có những lúc nó lên xuống, nó không như những công việc khác, để mình cố gắng vững chí bền lòng và có gì chúng ta chia sẻ với nhau. Đó. Hay quá. Cảm ơn em rất là nhiều. Rất tâm lý. Thích nhất là cái món quà để nhắc nhở bạn gái là đi đứng là cẩn thận. Em gái cảm nhận chàng trai thế nào? Em thấy bạn nam rất là được ạ. Nói chung là đến đây em cũng nói trong đầu là em kêu là sẽ chọn một cái người bạn mà thích thể thao á, để sáng ngày cùng đi chạy bộ á. Thì mình chạy một mình buồn lắm, nên là cũng muốn tìm một người bạn có thể là chạy bộ cùng mình. Em ở quận mấy nhỉ? Em ở Tân Bình. Thì anh chạy qua Tân Bình nha, sáng mai 5 giờ anh chạy qua Tân Bình. Ông dễ sợ thế. Okay, rất là được luôn. Thì như lúc nãy thì em có chia sẻ là dự tính 1 đến 2 năm nữa thì em sẽ lập gia đình. Nhưng anh dự tính khoảng 1 năm nữa sẽ lập, bởi vì cái tuổi của chúng mình là cũng đến tuổi như cũng phải lập kế hoạch cho cái cuộc đời của mình rồi. Đó. Thì cơ khoảng 26, 27 tuổi là kết hôn được rồi. Thế để muộn quá thì nó cũng không hay, sau này con cái nó cũng muộn. Hy vọng rằng là trong 1 năm sắp tới thì em sẽ cho anh nhiều cơ hội để anh có thể ở bên cạnh em, quan tâm em, lo lắng cho em và dành cho em những cái khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Anh biết rằng thì không có ai là hoàn hảo cả. Thì hy vọng rằng là những cái lúc mà anh có những cái gì đó nó chưa được theo ý em chẳng hạn, thì hy vọng rằng là mình sẽ cùng ngồi lại với nhau, chia sẻ và bàn bạc. Đừng có cãi lộn hay gì cả, anh không thích cãi lộn. Anh nói rất là giống, kiểu như giống em á. Là em cũng nói là em không thích một người gia trưởng, nhưng mà nếu mà em có cái gì đó thì hai người cùng ngồi xuống, em sai thì góp ý, anh sai góp ý, thì em thấy như thế rất là tuyệt vời. Em rất là thích kiểu như vậy, cái gì không đừng có cãi nhau, để em thích như thế, hai người chia sẻ với nhau. Khi mà anh đăng ký tham dự chương trình này thì anh mong muốn là tìm một bạn nữ quê ở miền Trung. Em biết tại sao không? Bởi vì là khi mà mình có những cái người miền cùng vùng miền với nhau ấy, thì nó có nhiều cái về văn hóa này, cái ngôn ngữ này, nó cũng dễ hòa đồng hơn và dễ chia sẻ hơn. Và sau này thì mình đi lại nó cũng thuận tiện hơn. Nói chung là chúng ta có nhiều điểm chung đấy để chia sẻ với nhau. Thật hay là tuyệt vời. Thôi chúng ta bấm nút thôi, chừng gì nữa hả? Dạ. Hãy để tay vào nút bấm các bạn. Rất hợp lý. Nào, bây giờ chúng ta đủ sức để quyết định một điều gì đó quan trọng đến cuộc đời của mình. Bao nhiêu năm qua hai bạn không gặp được ai, không gắn kết được với ai thì định mệnh rồi, hai bạn đến đây để gặp nhau. Nào, sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Chúng tôi thấy rằng thời khắc rất hợp lý, câu chuyện rất hợp lý, tình cảm của hai bạn cũng rất hợp lý. Hai người cũng hiểu nhau rất nhiều vấn đề, nhiều vấn đề đã là của chung rồi đó. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Bấm luôn. Tuyệt vời. Đấy. Chúc mừng hai bạn. Chính thức mình đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau nào. Tay em ấm. Ấm rồi. Tay anh hơi lạnh, đây hôm nay có cái máy lạnh. Chúc hai em hạnh phúc nha. Thật là đẹp đôi lắm. Thật là dễ thương vô cùng.